nên thôi thì nói ngắn vẫn phải học. Vì thế bài đọc hôm nay có rất nhiều điểm để cho chúng ta học hỏi. Trước hết, Chúa Giêsu đối thoại với người đàn bà và nói về nước thẳng sống. Nếu bà biết bà đang nói chuyện với ai, thì bà sẽ xin người lấy cho phải nước, mà nước đó uống vào sẽ không còn khác nữa. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đây ai cũng ước mong, ước mong có được nước trường sinh, ước mong có sự sống đời đời, ước mong được một cộng đoàn yêu thương, ước mong một gia đình mà ai nhìn vào họ cũng phải kính nể, vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ yêu thương con cái, anh chị em hòa thuận, rồi con cái thành tài thành đạt. Tất cả những điều này chúng ta tạm gọi là ước mơ, bởi vì điều này chỉ có thể có được đến từ Thiên Chúa mà thôi. Nước trường sinh, sự sống trường sinh, sự sống hạnh phúc muôn đời nó chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta đối diện với Thiên Chúa và nếu chúng ta biết mình đang nói chuyện với ai, mình đang làm gì, thì chúng ta cũng sẽ được nước đây, chúng ta cũng sẽ được sự sống đây, sẽ có một cộng đoàn hòa thuận, một gia đình hạnh phúc. Nhưng để được gia đình hạnh phúc, gia đình cộng đoàn hòa thuận, hãy nhìn vào cuộc đối thoại từ Giêsu và người phụ nữ hôm nay. Trong phúc âm kể lại, vào khoảng 12 giờ trưa, có một phụ nữ đến để mua nước. Câu hỏi đặt ra là vì sao một phụ nữ lại đi lấy nước vào 12 giờ trưa, một giờ nắng chang, một giờ khó khăn nhất trong ngày? Tại sao không lấy vào buổi chiều hoặc là sáng sớm? Bởi vì đi lấy nước đã cực rồi, mà trời nắng quá đường lại làm cho con người mệt nhọc hơn. Nếu chúng ta hiểu được bối cảnh của câu chuyện, thì chúng ta cũng hiểu được bối cảnh của cộng đoàn và đời sống gia đình của chúng ta. Giếng nước là nơi tụ họp của những người trong làng, bởi vì cả một nó chỉ là một giếng nước của gia họ. Cho nên giếng nước là nơi hội họp, là nơi trò chuyện, là nơi mà những sự tốt cũng như sự xấu đã được phơi bày. Nhưng mà làm sao thì thất ổn, ngồi lê đôi mắt, cho nên có những câu chuyện cứ phải thêm mắm thêm muối. Và cuối cùng, chính bờ diễn này là nơi mà những người đã hợp nhau để tiêu xấu, để lên án, để bôi nhỏ những người khác. Vì người đàn bà đến để kính nước vào lúc 12 giờ trưa, cũng chỉ bởi vì bà muốn tránh đi những người ngồi lê đôi mắt, bà muốn tránh không gặp những người trong cộng đoàn của bà đến để chê bai, để lên án, để chửi xấu bà. Chuyện ông nọ bà kia, chuyện những cái chuyện trên trời dưới đất chúng ta đưa ra không phải để xây dựng mà để phá đổ. Hình ảnh một người đàn bà đi đến nước vào giữa trưa nói lên được bà đang muốn trốn tránh. Nhưng trong sự trốn tránh đó thì bà gặp Đức Giêsu. Đương nhiên cái sợ của bà, cái sợ của bà đến từ tâm lý của những người mà bà biết rằng ông bà cũng đã thấy chân mình thì lấm lê mê và cứ cầm bó thuốc đi rê chân người. Nói cách khác là bà biết được ở trong cộng đoàn của bà cũng có biết bao nhiêu người chó thì chê mèo lắm lông. Nhưng bởi vì thân phận con người mà là một người tội lỗi, cho nên bà muốn tránh gặp mặt, tránh gặp cộng đoàn, bà đã
cái câu 6 của 3 mà kết nhau cái câu 6 của ra là 10. Khi con người thương yêu nhau thì họ chấp nhận mọi sự, mà đến khi kết nhau thì kết cay kết đắng. Đó là chú nói yêu em thì yêu cả đường đi, mà đến khi kết nhau thì kết cả công ty, họ hàng, kết tất cả. Và vì thế chính vua nước Mỹ khi yêu thương thì tha thứ, mà khi kết bỏ thì đặt vinh cớ và những tội lỗi của Nhị Tử Hà để chém đầu ông. Ở trong tập quán của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta cũng cảm nhận được hình ảnh của người đàn bà đã bị những người khác chê bỏ và bà sợ sệt đến độ bà đi ra nhưng chỉ có một mình. Nhưng may thay bà gặp được Đức Kitô, và chính Đức Kitô đã an ủi và không lên án bà, và chính những hành động nhân ái của bà của mình của Ngài làm cho bà tìm được chân lý. Khi tìm được, bà chạy về. Phúc Âm nói bà chạy về nói với những người trong làng: tôi đã gặp Đức Kitô, đây là cao điểm, tôi đã nghe được những gì Ngài nói, tôi đã thấy được những gì Ngài làm. Và Phúc Âm kể thì những người trong làng kéo ra, rồi họ mời Đức Giêsu xin Ngài ở lại với chúng tôi. Và Chúa Giêsu đã ở lại đó 2 ngày. Kết thúc 2 ngày, những người đó nên nói với bà: giờ đây chúng tôi tin không phải vì những gì bà nói, mà giờ đây chúng tôi đã thấy những gì Ngài làm. Ngài đúng là Đấng Mê-si-a. Bài học hôm nay đem lại cho chúng ta rất nhiều điểm. Bởi vì khi đến với nhau, chúng ta cần sự nâng đỡ. Ở trong một cộng đoàn, nhiều khi chính chúng ta cũng có những lầm lỗi. Nhưng nếu ở viên gia cốc là nơi tụ họp để đem lại nguồn nước nuôi sống con vật cũng như những con người trong vùng, thì chính bờ biển nhà họ cũng là nơi mà người ta tụ họp để ngồi lê ngồi mắt. Việc chúng ta họp lại ở tổng đoàn để thơ phượng là một việc làm chính đáng và hợp lý, là một việc làm đem lại lợi ích cho linh hồn. Nhưng cũng chính những sinh hoạt tổng đoàn mà khi con người có tà ý thì họ dùng chính môi trường này để bêu xấu nhau, tưởng rằng là chỉ ngã thì em nâng, ai ngờ chỉ ngã thì em bừng miệng cười. Đây là một nỗi đau của những người cùng làm việc mà không thông cảm nhau. Chúa Giêsu đến với người đàn bà Samaria, một phần bà là những người Samaria không có tiếp xúc với người Do Thái, một phần bà là người bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng sự hiện diện của Ngài đã không những thay đổi được bà, mà Chúa Giêsu đã thay đổi được cả một làng vùng Samaria nơi bà ở. Hôm nay bài học nhắc nhở cho chúng ta về thái độ yêu thương, chấp nhận và nâng đỡ ngay cả khi những người khác tội lỗi và sai trái. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn, cầu xin cho mỗi một người chúng ta. Trước hết, cầu xin cho Viên nước Nhà Thờ là cộng đoàn của chúng ta biến thành một nơi đem lại sự sống, đem lại nước sống cho những người khác, chứ không phải là nơi quy tụ của những người muốn lên đôi mặt nói xấu người khác. Điểm thứ hai, chúng ta cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta khi đến với Bờ Biển Nhà Thờ, tự nhiên đến với cộng đoàn, là chúng ta đến với tinh thần phục vụ, với tinh thần nâng đỡ nhau.